Bà cưới ra tới rồi. Đi theo xe nè. Chống mình nè. Hello mọi người nha, là Đinh Vui. Đâu mất cái chả đấy. 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 Đưa hoài gì? Tôi mua rồi, đưa hoài gì? Sao nó xa à? Dạ. Một hồi một cái giáo lên đầu bây giờ. Trời ơi. Này mình đi bán ngủ nha mọi người. Gì? Quen có một cam như vậy. Cứ dùm cam cho đơn chứ bác. Quay hoài nè, không hộ về giá hàng nhiều nữa. Nghỉ ngạt nha. Ở lại nghỉ ngạt nha. Làm chứng minh cũ quá vậy. Nghỉ ngạt. Giờ lớn vậy. Không vắng không? Lên tiền đâu. Lên tiền rồi, vàng rồi. Thì bạn cũng thế luôn đúng không? Được rồi. Lên giảng sân. Giảng đi, ẩm bồng lên. Ê, nước. Cãi đây. Bỏ cửa vậy. Bỏ cửa bia hay gì? Ừ. Dạ. Mặc chìa khóa lên nạt cái đi, đặng cho nó hồi sinh lại. Nay bốc chưa lên nha mọi người. Bỏ chưa đẹp đi. Nói rồi. Tao được, tao lấy tao lấy tiêu mà. Đâu, gắn 2 kiến giờ đầu biết trời. Thật không? Chào mọi người nha. Chào các bạn đã trở lại với kênh của Hải nha.
Thì trước mắt bạn đây là con vợ của Đông. Ngày nằm nhà thương. Nay hết bệnh rồi về mọi người ơi. Để mình coi có cái gì thay đổi cái xe mình không mà. Chắc mình bóc siêu mọi người. Rồi đó bóc siêu rồi bóc siêu nữa ha. Ba thông cảm nha, tại nay mình làm mụn. Nên mặt mình hơi đỏ nên mình đang khẩu trang. Với lại bảo vệ môi trường. Bây giờ dịch bệnh. Dịch bệnh đang trở lại các bạn giữ sức khỏe nha. Nói chung là cái cảm giác bóc siêu cũng có quen thuộc với mình. Các bạn cũng hay hỏi thắc mắc là cái xe mình đâu mà mình cũng lại sớm thấy. Có nhiều bạn nói là xe mình bán rồi. Rồi xe mình sắp xoay rồi. Sự ra thì cái đồ các bạn biết là cái đồ mà ở bên này nè là đồ nhập. Thì cái tình hình dịch bệnh rất là khó khăn nên lúc mà mình đem đồ về rất là lâu rồi. Thì trước khi về mình có kêu cửa hàng có thay đổi mình một số món. Bạn thấy không? Khiến mình thay đổi cho nó đẹp đẹp kiểu như H2 mọi người. Kiến quá, thông cảm với mọi người. Thì cái kiến này nó nhỏ gọn mọi người. Gian cánh gió với người, gian cánh gió gì là cái kính. Làm gì? Với lại mình thay chấm đổi luôn, cái chấm đổi trước á nó không đủ chắc chắn để mà mình bảo vệ dần áo. Vì mình thay luôn cái chấm đổi này. Mình bảo dưỡng chắc như nếu mà kéo dài 2 tháng nữa là gần năm là cái xe mình chưa về. Ok thì có nghĩa mọi người với lại đây cho bạn coi này. Mình có thay cái bô. Vậy bạn xem. Đây cái bô. Chút xíu nữa mình sẽ đề máy lên cho các bạn nghe thử ha. Thì cũng đơn giản thôi. Mấy đầu dây lúc trước mình thay ra thì mình còn giữ. Chỉ là những đồ mà đầu dây thì mình còn giặt tiếng quá. Còn mấy cái đồ mà mình đổi thêm thì nó gắn lên xe luôn mọi người. Dạ. Bô này. Cái này Acrylic. Này có ống tiêu nha, chứ lúc mà mình lên thử bô á lúc mà không có ống tiêu á các bạn. Nó lớn lắm. Sợ thì bà con này phiền lòng đó. Hàng xóm mặt ngay. Thì các bạn biết là cái mục tiêu mà mình đem chiếc xe này về á là mình đợi mai mốt mà xe nó đi theo chồng thì vợ thì có mình ra mình có hủ hỷ với xe lưu cho bạn coi. Mình chính lên cái cặp lớp 108 mà thấy nó bự quá nên thôi. Rồi mình sẽ thay kính gió. Kính gió này kính gió tầm trung thôi. Còn cái loại mà kính gió cao á, cái đợt trước mà của mình các bạn cũng thấy đúng không? Nó cao lên, nó dữ thôi. Đẹp không? Cái này mình sẽ đổi là màu xanh xanh BB các bạn. Mình thấy màu xanh BB đẹp nếu chạy thời gian mình thấy không ổn thì mình đổi lên màu xanh đó. Mình thì cũng biết chút đỉnh thôi, chứ biết nhiều bằng các bạn không. Là cái bữa đó làm nó không có đụng chạm nó cục máu mọi người. Nó chỉ bị cái dàn lông hay tâm chạy chậm đó. Nó chỉ bị bể cái đầu thôi. Với lại kiến thì mình thiêu thay ra để cho nó gọn hơn mọi người. Thay cái bô nó nhẹ ra xe khoảng tầm 10 kg. Tại cái bô zin nó rất là nặng, tầm khoảng 9 kg mấy gì đó. Mình có coi. Ok mọi người, thì giờ mình sẽ mở tiếng bô cho mọi người nghe như thế nào ha. Ngoài này tí ơi. Trước khi để máy lên thì các bạn mặc chìa khóa lên đợi 5 phút ở đây. Qua đây nè, qua đây nghe tiếng bô nè mọi người. Xíu nữa mình sẽ chạy thử một vòng
Tôi cảm giác còn như xưa không? Thì chi phí sửa chữa này kia cũng tầm khoảng 50 mấy triệu mọi người. 55 triệu mấy. Chứ tôi chạy tôi dưỡng xe, mấy bạn cưng xe bạn thì chạy được bền lâu hơn. Còn bạn mà chạy mà xe nạt thì thời gian sau nó banh hết. Hai tem ra ngủ hơi lắm. Cái lại chỗ này thì nó hơi bị chạy xuống rồi mọi người. Thấy không? Nó chạy nè. Cái này là yên solo. Cái đĩa của cái xe nó bự quá. Thì nói chung là xe về thì mình cũng rất là mừng. Thì bao nhiêu thắc mắc các bạn mình sẽ trả lời hôm nay, có nghĩa là bây giờ xe nó về rồi. Chứ không phải là xe mình bán đi. Dễ gì mình bán cái xe này. Cho dù nó cũng không hoàn thiện mấy nhưng mà nó là của mình. Thì mình xui gũi thì mình chịu thôi mọi người. Có chơi thì có chịu. Giờ bà đâu mà xíu nha, mình lấy nón ra và chắc xe ra chịu vòng thử coi như thế nào. Thẳng thằng ơi, 430 ngàn để mình cảm giác sao không anh? Xăng cái này lên mà nó dỗ mày chết luôn. Cảm giác sao không anh, như xưa không? Như xưa mướt hơn không? Điện bô hay quá. Điện bô hay hả? Thử một cảnh đây đây đó, mình thử cái nào bạn cho ông cảnh chạy thử luôn nè. Nghe đúng bộ này lần này tới hải cà lâm được theo các bạn, lên cái giờ ngám luôn nè. Anh cảnh chạy hợp hơn chạy không? Chạy luôn, chạy luôn qua đây luôn. Thử vòng lâu lắm chạy luôn tay thử rồi. Nóng không? Vô lên chậm cái bộ da phải không? Cái bộ da nó chậm lại, bộ da mày lên lại cái bo ngay cái đã. Bộ da là bắp gì vậy? Bắp gì vậy? Bộ da mà. Phải chiếc cái không, cái đầu mình sẽ review xe bún nha mọi người. Cái xe này thì mình đậu 72 trái trên Citizen. Bo này ống 338. Đây là bo xăng lửa. Đổ xăng vô sụt lửa. Thì chạy giờ bún. Chúng ta giảm rồi, chúng ta về được coi. Xui qua bỏ, nói rồi. Đúng hay đâu, quay cho bạn xem ha. Thì mình sẽ kết thúc video tới đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nha. Nhớ làm kênh ủng hộ anh em mình để anh em mình ra video hay của hãy cuối cùng một xem nha.